Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện tôi đang tiếp tục có mặt tại công ty sản xuất bao bì nhựa Đông Sơn để kiểm nghiệm lần thứ hai kết quả sử dụng của thiết bị Active Flow đã được lắp đặt ở đây trong khoảng thời gian trong vòng 3 tháng. Chúng tôi đã lắp đặt thiết bị xử lý cứng Active Flow vào trong hệ thống nước của công ty sản xuất bao bì nhựa Đông Sơn từ ngày 11 tháng 12 năm 2020. Hôm nay là ngày 12 tháng 3 năm 2021. Như vậy là đã tròn 3 tháng công ty sử dụng thiết bị xử lý nước cứng Active Flow cho hệ thống nước của công ty này. Đến thời điểm này, khi đến đây, bằng mắt thường chúng tôi thật sự kinh ngạc bởi những kết quả mà thiết bị xử lý nước cứng Active Flow đã đem lại cho công ty sản xuất bao bì nhựa Đông Sơn. Với cái tháp giải nhiệt như thế này, như quý vị và các bạn đã thấy ở những video kiểm nghiệm trước đó thì lớp rong rêu đã bám rất dày vào rồi. Chúng tôi không thể nghĩ rằng chỉ trong vòng 3 tháng tất cả những lớp rong rêu này đã được bong ra một cách triệt để. Với những cái lớp rong rêu và tảo bám rất dày vào đây rồi, chúng tôi đã nghĩ rằng phải mất một thời gian nữa thì cái tháp giải nhiệt này mới bong được ra hết. Nhưng chỉ trong 3 tháng, lớp rong rêu cũng như lớp tảo đã được bong hoàn toàn ra rồi. Kết quả này vượt xa cái sự mong đợi của chúng tôi. Bây giờ để kiểm chứng trực tiếp cho những điều mà tôi vừa nói, kính mời quý vị và bạn hãy cùng với tôi xem những hình thực tế mà chúng tôi ghi lại được vào thời điểm bây giờ nhé, để cùng nhau biết được rằng sự thật về tháp giải nhiệt này đã được làm sạch rong rêu và nước cứng qua thiết bị xử lý nước cứng Active Flow như thế nào nhé. Đây, như quý vị và các bạn thể thấy, tại sao chúng tôi nói là chúng tôi đã thực sự kinh ngạc khi mà nhìn thấy kết quả sử dụng của thiết bị Active Flow trong một thời gian khoảng 3 tháng sử dụng ở đây. Quý vị và các bạn thể nhìn thấy ngay vị trí tháp giải nhiệt này. Đây, vị trí tháp giải nhiệt này thì trước đó đã bị dính những bột lớp mảng bám cũng như tảo cùng rong rêu rất dày. Tuy nhiên sau 3 tháng sử dụng thì tất cả những lớp rong rêu đã bị bong ra rồi. Những cái lớp rong rêu còn lại đây thì rong rêu ở đây đã chết rồi. Thì chỉ một thời gian nữa mảng bám sẽ bị bong ra hoàn toàn và cái tháp giải nhiệt này sẽ cũng được sáng bóng, qua đó cũng sẽ được sáng bóng trở lại. Tiếp tục ở phía vị trí chứa bồn chứa nước ở đây ở tháp giải nhiệt. Đấy, quý vị các bạn có thể nhìn thấy. Trước đấy thì cái cột này bị bám một lớp rất dày vào rồi. Tuy nhiên sau 3 tháng sử dụng thì nó cũng bắt đầu được bong lớp cặn đá vôi ra. Phần ống nhựa ở bên trong cũng đã bắt đầu dần dần hiện ra rồi. Đó, quý vị các bạn có thể nhìn thấy không? Đây, quý vị thực tế luôn thì quý vị có thể nhìn thấy ở đây nó đã bong ra rồi. Trước đó thì trong như video trước thì quý vị các bạn có thể thấy được rằng lớp cặn đá vôi cũng như lớp nấm và lớp rong rêu tảo cũng bám ở chân thành đường ống này rất dày. Tuy nhiên nó đã bong ra rồi. Đáy của phần bể chứa này đã được trơ đáy rồi này. Và vẫn tiếp tục bong. Những lớp đá vôi còn sót lại vẫn đang tiếp tục bong ra rồi. Đấy, những cái lớp ở dưới đáy này đang được bong dần ra rồi. Quý vị và các bạn thể nhìn thấy sự thay đổi gần như là từng ngày của cái tháp giải nhiệt này sau khi sử dụng thiết bị xử lý nước cứng Active Flow. Qua một thời gian sử dụng thì rong rêu đã bong ra hết. Và người chủ ở đây sợ cái lớp rong rêu ở đây bị bong ra sẽ làm tắc đường ống, nên là người chủ của công ty Đông Sơn đã bốc những cái cặn bẩn ra và bỏ xuống sàn như thế này. Quý vị và các bạn thể nhìn thấy đây. Chủ công ty Đông Sơn đã bốc những cái lớp cáu cặn đã bị bong ra cùng với rong rêu ở đây và bỏ xuống đây. Và chúng tôi hôm nay đến đây trực tiếp kiểm nghiệm và ghi lại hình ảnh để cho quý vị và các bạn thấy sự hiệu quả của thiết bị xử lý nước cứng Active Flow. Như quý vị và các bạn thấy, cặn đá vôi rất dày và bị bong ra hết rồi. Đây chính là đá vôi quý vị này. Nó bị bong ra hết rồi, còn mặt này đá vôi bám vào thành đường ống cũng như thành bể. Và sau đó rong rêu từ đó sẽ mọc ở trên lớp đá vôi này. Đó, quý vị và các bạn có thể nhìn thấy. Đây, những mảng bám rất lớn nhé. Như vậy là trước đó công ty này đã bị nhiễm nước cứng một cách rất là trầm trọng này quý vị ạ. Nó đã bong ra hết rồi. Khi nãy thì người chủ của công ty này cũng lên kiểm nghiệm với chúng tôi. Và anh có nói là rất rất hài lòng khi mà nhìn thấy những kết quả đáng kinh ngạc như này. Thật sự là kinh ngạc. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau kiểm nghiệm ở phần phía dưới bể này.
Phía dưới bể này thì cũng thế. Trước đó thì các mảng bám ở lần kiểm nghiệm trước thì các mảng bám cũng đã dần dần bong ra và mở thành từng mảng lớn. Bây giờ những cái mảng đó vẫn tiếp tục lở ra và thành của cái bể này bắt đầu được trắng ra rồi. Đây, những cái phần này quý vị có thể nhìn thấy nó đã bong ra rồi. Bong ra rồi này. Đó. Chúng ta có thể dễ dàng bóc nó ra. Phần này trước đó như quý vị có thể xem lại video trước ấy thì trước đó vị trí này là một cái mảng bám đang lở ra rất lớn rồi. Tuy nhiên sau một thời gian nữa sử dụng thì cái mảng đấy đã rơi ra và lắng xuống dưới đáy kia. Và tiếp tục những mảng bám khác đang dần dần bong ra rồi. Đấy, tiêu biểu. Quý vị có nhìn thấy không? Trắng xóa luôn. Rất dễ dàng. Đây, tôi có thể bỏ ra đây luôn cho quý vị có thể nhìn dễ hơn này. Lớp cặn đá vôi, đây lớp cặn đá vôi này. Đây lớp rêu này. Đó. Khi mà lớp đá vôi bị bong ra thì lớp rêu cũng sẽ đi theo lớp cặn đá vôi này, cũng bong ra và đem lại cái sự sạch sẽ cho cái bể này và đem lại cho nguồn nước của chúng ta, tránh khỏi hiện tượng nước cứng. Đây quý vị và các bạn có thể nhìn thấy ngay là sau khi mà bong ra thì bể nước cũng đã được trong hơn rồi. Bể nước rất trong so với lần trước chúng tôi đến, trong hơn rất nhiều. Nước hiện tại đang rất trong. Quý vị và các bạn có thể nhìn xuống phía đáy của cái bể chứa nước này, những cái cặn đá vôi và những cái mảng bám rêu kia đang bong ra. Những cái mảng bám đã bong ra và rơi xuống bể phía dưới như quý vị và các bạn có thể nhìn thấy. Đấy, đã rơi rất nhiều rồi. Đó là về phần tháp giải nhiệt. Phần tháp giải nhiệt này là phần để chúng ta có thể đánh giá trực tiếp bằng mắt thường cái kết quả sử dụng của thiết bị xử lý nước cứng ActiveFlow. Tuy nhiên phần tháp giải nhiệt này cũng chỉ là phụ thôi. Mục đích chính của chủ xưởng sản xuất ở đây là lắp thiết bị xử lý nước cứng ActiveFlow để xử lý nước cứng, để nước từ vị trí này sẽ đưa vào trong các máy móc ở phía bên trong kia. Những máy móc ở phía bên trong xưởng này, trước khi mà lắp thiết bị xử lý nước cứng ActiveFlow thì nước cứng đã bám rất dày vào trong thành đường ống. Đường ống đã bị thu lại rất nhiều, gây giảm năng suất hoạt động của máy móc. Công ty này cứ 6 tháng một lần lại phải dừng hoạt động để mở máy móc ra, dùng khoan đục để phá bỏ lớp nước cứng đã bị đóng cặn ở trong thành đường ống. Và sau khi đường ống thông thoáng mới bắt đầu tiến hành sản xuất tiếp. Trong quá trình đục đẽo thì gây hư hỏng máy móc, hao mòn đường ống. Và theo chia sẻ của chủ của công ty này thì nó đã đem lại rất nhiều những thiệt hại về mặt kinh tế cho công ty sản xuất bao bì nhựa Đông Sơn. Doang phớt của máy móc cũng đã bị hỏng rất nhiều do việc đục đẽo có cạn đá vôi của đường ống. Như vậy sau một thời gian sử dụng và qua hai lần kiểm nghiệm, chúng tôi chắc chắn rằng những cấu cạn đá vôi bám trong thành đường ống của những hệ thống máy móc trong nhà xưởng đây đã bị bong ra hết rồi. Tuy nhiên hiện tại thì xưởng này vẫn đang hoạt động. Vậy nên chủ của công ty sản xuất bao bì nhựa Đông Sơn đã hẹn chúng tôi vào một ngày gần nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục quay trở lại và sẽ cùng chủ của công ty bao bì nhựa Đông Sơn tháo phần máy móc ở bên trong ra. Và lúc đấy chúng ta sẽ thấy được thực tế rằng cấu cặn đá vôi đã bong ra như thế nào. Khi đó chúng tôi cũng sẽ kết thúc quá trình tư vấn lắp đặt kiểm nghiệm lần 1, lần 2 và lần 3. Và từ đó chúng ta sẽ thấy được rằng quá trình thay đổi của hệ thống nước của công ty sản xuất bao bì nhựa Đông Sơn sau khi lắp thiết bị xử lý nước cứng ActiveFlow vào là như thế nào nhé. Bây giờ chúng tôi kính mời quý vị và các bạn hãy cùng với chúng tôi xuống phía bể hồi ở phía bên dưới kia để tiếp tục kiểm nghiệm xem kết quả xử lý của thiết bị xử lý nước cứng tại đây như thế nào. Quy trình là từ bể này đi vào phía máy móc ở phía bên trong kia và nước sau khi làm mát, máy móc ở phía bên trong kia sẽ quay trở lại bể hồi ở phía dưới. Như vậy nếu như cặn đá vôi ở trong đường ống bị bong ra, nó sẽ được lắng lại ở phía bên dưới bể hồi dưới kia. Bây giờ kính mời quý vị và các bạn hãy cùng với chúng tôi xuống phía bể hồi để xem trực tiếp kết quả nhé. Kính thưa quý vị và các bạn, như quý vị và các bạn có thể thấy, đây chính là bể hồi của công ty bao bì nhựa Đông Sơn. Nước ở trong máy móc sẽ được hồi lại vào đây và sẽ được tiếp tục bơm lên tháp giải nhiệt. Và cứ như thế một vòng tuần hoàn liên tục diễn ra. Khi mà nguồn nước ở trong bể hồi này thiếu hụt thì bể nước ở đây cũng sẽ được bơm một phần nước giếng khoan vào. Như quý vị và các bạn có thể nhìn thấy,
đường ống mà chúng tôi tháo ra đây. Phần dọ hút ở phía đầu hút này cũng đang được bong ra. Phần nước cứng được bám ở trong các thành đường ống ở đây cũng đang dần dần được bong ra một cách triệt để. Tiếp theo, quý vị và các bạn có thể nhìn xuống phần dưới đáy này. Quý vị và các bạn có thể nhìn thấy ngay những cáu cặn đá vôi từ trong đường ống nước của các máy sản xuất ở trong xưởng này đã bị bong hết ra và qua đường hồi này đã trở về bể hồi và được lắng xuống dưới đáy rất nhiều như thế kia rồi. Anh chủ của công ty sản xuất bao bì nhựa Đông Sơn cũng có nhận xét rằng khi sử dụng thiết bị xử lý nước cứng ActiFlow này thì bể nước của nhà anh trong hơn. Như tôi vừa nói thì phần bể hồi này khi mà thiếu hụt nước thì cũng sẽ được bơm một phần nước giếng khoan vào. Tuy nhiên, bể hồi này cũng được nhận nguồn nước đã được xử lý qua thiết bị xử lý nước cứng ActiFlow từ máy móc đi ra. Như vậy, phần nước đã được xử lý này cũng đã tác động vào những phần nước bơm trực tiếp từ giếng khoan lên. Đấy là lý do tại sao quý vị và các bạn có thể nhìn thấy cảnh những đường ống ở dưới này cũng đã được bong tróc ra như là tháp giải nhiệt ở phía bên trên kia. Kính thưa quý vị và các bạn, với mỗi một công trình thì lại đem đến cho Pistech rất nhiều những trải nghiệm và những ấn tượng khác nhau. Tuy nhiên, với công ty bao bì nhựa Đông Sơn thì chúng tôi đặc biệt kinh ngạc và thực sự là ngạc nhiên vì kết quả sử dụng của thiết bị ActiFlow đã mang lại cho công ty sản xuất bao bì nhựa Đông Sơn. Bởi vì những lớp rong rêu và cáu cặn bẩn đã bám ở đây quá dày, chúng tôi không nghĩ rằng trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà thiết bị này có thể làm bong tróc cũng như xử lý được hoàn toàn vấn đề này. Chính điều đấy đã mang lại cho chúng tôi những sự kinh ngạc và những sự ngạc nhiên rất lớn. Điều này đã làm cho chúng tôi tin tưởng rằng tất cả những cáu cặn đá vôi bị bám ở trong những thành đường ống trong máy móc ở trong xưởng kia đã được hoàn toàn bong ra. Như đã trình bày với quý vị và các bạn trước đó thì chúng tôi sẽ quay trở lại đây một lần cuối cùng. Và khi đó chúng tôi sẽ cùng với chủ của công ty này sẽ cùng nhau tháo những máy móc ở phía bên trong kia ra để xem những vấn đề về nước cứng đã gây nhức nhối cho chủ của công ty này trong một thời gian rất dài trước đó đã được xử lý qua thiết bị xử lý nước cứng ActiFlow như thế nào nhé. Lúc đó chúng tôi sẽ xin tổng kết dự án này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi Pistech từ những lần đầu lắp đặt thiết bị xử lý nước cứng ActiFlow tại đây cho đến những lần kiểm nghiệm lần 1, lần 2 và sắp tới sẽ là lần 3. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong ngày gần nhất. Chúng ta sẽ cùng nhau đi kiểm nghiệm kết quả sử dụng ở phần quan trọng nhất, ở phần đáng quan tâm nhất ở công ty sản xuất bao bì nhựa Đông Sơn này, đó là phần máy móc ở phía bên dưới kia. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.